Việc ly hơn 50 năm mà ông
vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế, chỉ tự suy nghĩ lòng rắn ăn năn. Ông tự nghĩ già nua và có nhiều của cái vàng bạc trân bông, khó đừng tràn đầy không có con cái một mái mà trên mắng thời của cải tạng thân công người giao phó. Cho nên ân cần nhớ luôn đến con, ông lại nghĩ nếu ta gặp được con quỷ phó của cải tạng viên khoai là không còn sầu lo. Hàng bà la môn sáng để lợi cư sĩ đều cung kính bao quanh trên thân ông. Đó dùng chuối ngọc chân châu giá trị nghìn vàng để trang nghiêm, kẻ lại dân tôi tớ tay cầm phất trần trăng đứng hầu hai bên. Màn bao che trên những phán đêm thòng xuống nướng thơm rưỡi đâm rải ca thư dành hoa cả vẫn bao chân bài phán ra thâu vào lấy cho vân vân. Có cán sự niêm xứng dường ấy quê đất rất tôn trọng cả cùng tử thấy cha có thế lực lớn liền sanh lòng lo chờ hôi hân về việc đến nhà này. Nó thầm nghĩ rằng ông nay chắc là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn được tiền và chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức dễ đựng đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây hoang rồi họ sẽ vấn ngạc em trai ta làm gà nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa chư tử thấy con bèn nhớ biên lòng rắn vui mừng mà tự nghĩ rằng của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi. Ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp được, nay bóng nó từ đến rất vừa chỗ muốn của ta. Ta giàu tuổi già có vẫn tham tiếc, ông liền sai người hầu cận đuổi gánh theo băng lại lúc ấy. Kẻ sư già chạy mau qua bắt gã cùng tử kinh ngạc lên tiếng kêu oan. Coi công hệ chúng phàm nhân sao lại bị băng kê sư giả băng đó càng găm cưỡng dân đêm về. Khi đó gã cùng tự tư nghĩ không tội chi mà bị bắt bớ đây chắc định phải chân. Lại càng sợ sệt mê ngắn ngà xuống đất người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ cư già rằng không cần người đó chớ cưỡng đem đến lấy nướng lạnh rưới trên mặt cho nó tỉnh lại đừng nói chi với non. Vì sao cha biết con mình chi ý hà liệt tự biết mình giàu sang làm kiên sợ cho con biết chẳng nó là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình.
cử già nói với cùng tử: nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng được điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặn. Bây giờ ông trưởng già con muốn vô dân người con mà bài chưa phương tiện bằng sai hai người hình sáng tiểu tùy không có uy đức hai người nên qua xóm kia tự tự nói với gã cùng tử: nơi đây có chỗ làm trà giá gấp bồi. Gã cùng tử: nếu chịu thời gian về đây kiên làm, nếu nó có hỏi muốn sai làm gì thời nên nói với nó rằng quê người hốt phân chúng ta hai người cùng cùng người chung nhau làm khi đó. Người cha thấy con thương xót và quay lại lại một ngày khác, ông mở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức lại mặc áo thô răng chiến dơ bụi đất lăn thân tay mặn cầm đồ hốt phân bộ dạng đang nể chờ báo những người làm rằng các người phải chuyên làm việc chớ nên lười nghỉ dùng phương tiện đó được đến gần người con. Lúc sau lại bảo con rằng gã nam tử này ngươi thường làm ở đây đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi những đồ cần dùng như loại bồn chậu gạo bột muối giấm ngươi chở từ đi ngày. Cùng có kẻ ta giá hèn hạ nếu cần ta cấp cho nên phải an lòng ta như cha của người chớ có sầu lo. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà người thì trẻ mạnh. Người thường trong lúc làm việc không lòng dối khi trẻ nại giận hờn nói lời than oan đều không thấy người có cản điều xấu đó như cản người làm công cán từ ngày nay nhẫn sao như con đẻ của ta. Đức thời trưởng giả lại đằng tên cho cung tử gọi đó là con. Khi đó gã cung tử dầu mừng việc tình cờ đó xong vẫn còn tự cho mình là khách là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường hay khóc phân, sau đó lòng gã mới lần sẽ tin ra vào không ai sợ những chỗ gã cũng vẫn nguyên chỗ cũ. Thế tôn bây giờ trưởng già có banh tự biết mình không bao lâu sẽ chán mới bảo cùng tử rằng ta nay rất nhiều vàng bạc trong bao kho đựng tràn đầy trong đó có in nhiều cho đáng xài dùng người phải biết hết đòn. Lòng ta nhớ ra người nên thề theo ý ta vì sao nay ta cùng người bèn là không khác nên gắn dùng tâm chớ để xót mong khi ấy cùng tử liền những lời bao lâu.
lần biết các thua vân vàng bà trân báo và cá khó tàn. Mà tròn không có ý mong lấy của đang chừng bữa ăn chỗ của gà ở vân tai chỗ của tâm trí hà lìa cũng chưa bỏ được lại trải qua ít lâu sao chả biết ý chí con lần đã không thái tròn nên chia lần. Từ chế tâm ngày trưa đến giờ xăm chán ông gọi người con đan và hồi cả thân tòng quốc vương quang đại thần dòng sang lai hàng cư sĩ khi đã nhóm xong ông liền từ tuyên rằng các ngài nên trốn. Người này là con ta của ta sinh ra ngày trước trong thành nọ bỏ ta trốn đi nỗi trôi khổ sở hơn năm mười năm nọ vốn tên ấy còn ta tên ấy xưa ta ở tại thành này lòng lo lắng tìm kiếm bóng ở nơi đây gần đường non. Nó thuận là con ta thuận là cha nó nay ta có tâm cả bao nhiêu của cái đều là của con ta có trước đây của cái cho ra thâu vào con ta đây coi biết thế tôn thì đó gà cùng tự nghe cha nói như thế. Liền rất vui mừng được nhiều chưa từng có mà nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong cầu nay kho tàng báo này tự nhiên mà đến thế tôn ông cố trường và đó là đức Như Lai. Còn chúng con đều giống như con của Phật đức Như Lai thường nói chúng con là con thưa Thế Tôn chúng con vì ba món khổ nên ở trong sinh tử chịu các sự đau đớn mê lầm không hiểu biết. Thưa thanh ca pháp tiêu thừa ngày nay đến Thế Tôn tiếng chúng con tuy nghĩ dồn từ phân giờ ca pháp hệ luận chúng con ở trong đó riêng gắn tinh tăng được đến niết bàn. Cái gia một ngày đã được đấy rồi lòng rất vui mừng tự cho là đủ mà tự nói rằng ở trong pháp Phật vô siêng năng tình tăng nên chỗ được rộng nhiều nhưng đức Thế Tôn chưa quyết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ. Tham nơi phàm tiểu thừa chúng con bên đi Phật muốn bỏ chẳng về phân biệt rằng các ông sẽ có phần bảo tàng chi kiến của Như Lai đức Thế Tôn dùng sơ phương tiện nói bày trí tuệ của Như Lai. Chúng con theo phần đường chớ niên bàn một ngày cho là đường nhiều rồi đối với pháp đại thừa này không có chí cầu chúng con là nhận trí tuệ của phần vì các vị Bồ Tát mà chỉ bài diễn nói. Nhưng chính tự mình lại không có chi muốn nơi pháp đó vì sao đứng phần biển chúng con ưa lời pháp tiêu tự nên dùng sân phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp. Chúng con không từ biệt thân là phần tử ngày nay chúng con mới biến đứng Thế Tôn ở nơi trí tuệ của Phật không có lần tiếp vì sao chúng con từ xưa đến nay thật là phần tử.
mà chỉ ở nơi Pháp tiểu thừa. Nếu chúng con có tâm ham đại thừa thời Phật, vì chúng con mà nói Pháp đại thừa. Trong kinh này chỉ nói Pháp nhất thừa, lúc xưa đừng phần ở trường Bồ Tát. Chế trần thanh văn ham Pháp tiểu thừa, những đức Phật thực dùng đại thừa để giáo. Vì thế nên chúng còn nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của đức Pháp Vương tự nhiên đến. Như chỗ nên đưa của Phật tử đều đã đường đó, bây giờ ngài mà lòng hân hở mừng ra được Pháp chưa từng con. Phần nói hàng văn văn sẽ được thành phần quả đăng châu báo vô thượng, chẳng cầu tự nhiên được ví như gà đồng tử thơ bé không hiểu biển bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nướng xa cả nổi trôi khắp nước ngoài. Hơn năm mươi năm dài cha gả lòng buồn nhớ, kiếm tìm gặp bốn phương kiếm tìm đo đã mỏi liền. Ở lại một thành xây dựng nên nhà cửa năm món dục tự vui, nhà ông giàu có lớn nhiều những có ván bao xa cư ngọc mã nào chân châu ngọc lưu ly. Vôi ngựa cùng trâu dê kiều cán đủ xe cò ruộng đất, và tôi tớ nhân dân rất đông nhiều khương nhầm thâu lời lại bèn khắp đền nước cá khách thương người buôn bán. Không cứ nào không có nghìn muôn ứng chung hồi vây quanh cung kính ông thường đường bần vua chúa mến yêu. Nhờ tưởng đến ca quan hạng hào công đều cũng đồng tôn trọng, vì có các tự duyên người tới lui đang đông dầu mạnh như thế. Mà đến con thơ dài bỏ tan hơn năm mươi năm tròn ca của vẫn có tàn, sẽ phải làm thế nào bây giờ? Gà cùng tự đi tìm cầu ăn mặn, ấm này đến ấm ca nướng này sang nướng nọ. Hoặc có khi đường của hoàng có lúc không đường, tôi thiêu hình gầy gò thân thể xanh ghẻ lang lân lửa đi trái qua đền thành cha gã ở xoay vần làm thuê mướn bèn đến trước nhà cha lùng ấy ông trường già đang ở trong nhà ông chân màn châu bao la ngôi tòa sư tử cao hàng quyển thùa vây quanh đông người đứng hầu hạ. Hoặc có người tinh toán vạn bạc cùng vận bao của cái ra hoặc vào biển chéo ghi dây tờ gà cùng tự thấy chàng quả mạnh giàu tôn nghiêm cho là vị quân vương hoặc là đồng bậc vua kính sợ từ chánh tâm. Tại sao lại đến đây lại thầm tự nghĩ rằng nếu ta đứng đây lâu hoặc sẽ bị bức ngập e buộc sai khiến làm suy nghĩ thế đó rồi đảo chạy mà đi thân hỏi thăm xóm nghèo nàng muốn qua làm thuê mướn lung. Bây giờ trường giá ngồi trên tòa sư
từ xa trông thấy con mình. Thầm lặng mà ghi nhớ ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo bắn đêm về ga cùng cư sở kêu mê ngất ngã trên đất. Người này theo bắn tôi chẳng sẽ bị dìa chết, cần gì đâu ăn mặc khiến tôi đến thế này. Trường nhà biết con mình ngu dại lòng hẹn hẹn chẳng chịu tin lời ta, chẳng tin ta là cha ông liền dùng phương tiện lại trái hai người khác mắt chốt con lùng thông. Hàng không có uy đức các người nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó dọn cá phân nhờ trả giá bồi cho nó gã cùng tự nghe rồi vui mừng theo sứ về vì dọn cá phân nhờ sành xe cá phòng nhà trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình nghĩ con mình ngu dại ưa thích làm việc hèn lúc đó ông trưởng giả mặc y phục cũ rắn tay cầm đồ phong qua đến chỗ con làm phương tiện lần gần gũi bảo rằng ráng khuyên làm đà thêm giá cho người đà cho giàu thoá chân đồ ăn uống đầy đủ thêm đến chiêu đầy ấm cần kẻ nói thế này người nên xin làm việc. Rồi lại dịu dàng bảo như con thật của ta ông trường giả có trí lần lần cho ra vào trải qua 20 năm coi sóc việc trong nhà chỉ cho biết vàng bạc ngọc trân châu pha lê. Ca vẫn ra hoàng vào đều khiến ga biết đó gà vẫn ở ngoài cửa nương nào nơi ám chân từ nghĩ phân nghèo nàng ta không có vận đó cha biết lòng con mình lần lần đã rộng lớn. Muốn giao tài vận cho liền nhóm ca thân tàu quân vương khang đài tầng hàng sáng lợi cơ sĩ rồi ở trong chung này tuyên nói chính con ta bỏ ta đi nước khác trải hơn 50 năm. Từ gần con đến nay đã 20 năm rồi ngày trước ở thằng mà mẫn đứa con này ta đi tìm khắp nơi bèn đến ngủ nơi đây phàm của cái ta có nhà cửa cùng nhân dân ai đều có cho nó mặc tình nó tiêu dùng. Người con nhớ xưa nghèo chi rất kém hèn này ở nơi cha mình được quá nhiều châu báu và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vận lòng rất đối vui mừng. Được điều chưa từng có đứng vẫn cùng như thế biết con tiểu thừa nên chưa từng nói rằng cảm ngươi sẽ thành phẩm mà chỉ nói chúng con được có đức vô lậu trọn nên quá tiểu thừa hàng thành văn đệ tử. Đừng phần bảo chúng con nói đạo pháp tối thượng người tu tập pháp này sẽ đường thành phật quả chúng con vẫn lời phần vì các bồ tát lớn dùng các món nhân duyên cùng các món thí dụ. Bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng các ngàn phần tử thay từ nơi có nghe pháp ngày đêm thường suy gẫm tinh tấn siêng tu tâm bây giờ các đừng phần liền thủ ký cho
do kia các ông ở đời sau sẽ đưa thành phần đạo pháp mau rất bi tàn của cái ca các khoa chi để vì Bồ Tát mà dạy việc thật đó nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân yếu này. Như gà cùng từ kia đưa gần bên người cha giàu lạnh biết khá vàng nhưng lòng chẳng mong cầu chúng con giàu diễm nói tàn pha bảo của phần tự mình không chí nguyện cũng lại như thế đó. Chúng con việc bề trong thư cho là đã đủ chỉ xong được việc này lại không biết việc cơ chúng con giàu có nghe pháp và tình coi nữa phân cùng nhau chúng sinh đều không lòng ưa vui. Như thế là vì sao về tất cả các pháp thấy đều là không lặng không sinh cũng không diệt không lớn cũng không nhỏ vô lậu và vô vi suy nghĩ thế đó rồi chẳng sinh lòng ưa muôn. Chúng con đã từ lâu đối với trí huệ Phật không tham không ưa thích không lại có chí nguyện mà đối với pháp mình cho đó là rô bảo chúng con từ lâu nay. Chuyên tu tâm phẩm con được thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi trụ trong thân rỗng sao hữu dư ý niệm bạn đức phân dạy báo ra chứng đường đạo chẳng luống thời là đã có thể. Bảo được ơn của Phật chúng con giàu lại vì các hàng phần tử phải thuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng phần đạo mà mình đôi pháp đó trọn công lòng mong muốn đấng đạo sư buông bỏ vì xem biến lòng con. Ban đầu không khuyên gắng nói những lời có thật như ông trưởng giả giàu biết con chi kém hẹn bèn dùng sức phương tiện để hòa phùng tâm con vậy sao mới giao phó tất cả tài vận mau đức Phật cũng thề đó. Hiện ra về in to mía con đưa tiểu thư bèn dùng chứng phương tiện điều phục tâm của con rồi mới dạy đi lớn chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có chẳng phải chỗ trước mong mà nay tự nhiên đường. Như gà cùng tử kia được vô lương của báo thế tôn chúng con nay được đạo và chứng quả nơi pháp vô lậu được tuệ nhãn thanh tình chúng con từ lâu nay gìn tình giới phần che mới ở ngày hôm nay. Được hưởng quả báo đó trong pháp của pháp vương lâu tu hành phạm hành ngày nay được vô lậu quả bao lớn vô thường chúng con ngày hôm nay mới thật là thanh văn đem thiên đạo của Phật cho tất cả đều nghe chúng con ngày hôm nay thân là la hán ở nơi các thế gian trời người và ma phàm thắm ở trong chúng đo đánh lành của cúng dường ơn lớn của thế tôn đem việc kinh có này. Thương xót dạy bảo cho làm lời em chúng con gái vô lượng ứng kiếm ai có thể đền được tay lẫn chân cùng cắm đầu đỉnh lễ cùng kinh tân cả đều cúng dường.
đều không thể đến được khoảng dùng đầu đôi Phật hai vai cùng công vang trong kim số hàng xa cận tâm mà cùng kính lại đem dừng đồ ngon y phục bảo vô lượng và các thứ đồ nằm cùng các món thuốc thần gỗ ngưu đầu chiến đàn và cá quan trắng bao đê dừng cây tham miếu y bao lọ trên đất như cá việt trên đây đem dùng cúng vàng phần trái kiếp cho hàng xa cũng không đến đám đường cá quan thật im có đắng vô lượng vô biên đến bận cả tư nghị đủ sinh thần thông lớn bằng vô lậu vô vi là vua của ca pháp hay vì kẻ hạ liền nhân việc cao thượng đoan hiền lấy thương pháp vô tùy cơ nghi dài nói ca phần ở nơi pháp đường xưng rằng từ tại biết các hàng chúng sinh có những điều ưa muôn và chi lực của nó theo sức nó tham nhiệm dùng vô lượng thì dù mà vì chúng nói qua tùy theo các chúng sinh trong cảnh lành đời trước lai biệt đã thành tục hay là chưa thành thục suy lượng những điều đó phân biệt biết rõ rồi ở nơi đạo nhân thừa tùy cơ nghĩ nói ba kinh diệu pháp liền hòa quyển thứ hai bậc thường căn lãnh ngộ hàng trung hạ nói nghi mở quyền bài thực hồi ba thời pháp mà mẫu tuyệt sự nói suy của bao không riêng tư toàn giao phó cho con nhà Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát đứng như lai dù nói ba cõi làm nhà ngoài cửa ba cõi bày ba thứ xe cá con đua dành ồn ào trương giá mừng khoe thu ký quả phần không sai Nam Mô Vị Lai Hóa Quang Phật Nam Mô Vị Lai Hóa Quang Phật Nam Mô Vị Lai Hóa Quang Phật Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tín Giải Thư Tư Lung Bây Giờ Cảng Ngài Tuệ Mãnh Tu Bồ Đề Đại Ca Chiên Viên Đại Ca Diễm Đại Mùng Kiên Liên từ nơi Phật vừa nghe Pháp chưa từng có đứng Thế Tôn giữ ghi cho Ngài xa lời phân xe thành vô thường chánh đẳng chánh giác xin lòng hy hữu hân hở vui mừng liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa y phục trình bày vai hữu gối ơi hữu chăm đất một lòng chân tay cuối mình cùng kính chiêm ngưỡng dung nhan Phật mà bạch cùng Phật rằng chúng con ở đầu trong hàng tăng tuổi đều già lớn tử cho đa đường nghĩa bàn không kham nhiệm gì nữa chẳng còn thắng cầu thêm đau vô thường chính đăng chính giác đừng Thế Tôn thuở chưa nói pháp đã lâu lúc đó chúng con ngồi nơi tòa thân thể mỏi mệt chỉ nhớ nghĩ ba pháp phong vô tướng vô tác đối với các pháp
bàn lại nay đây chúng con tuổi đã già nua ở nơi đạo vô thường chính đàng chính gian của phần dài Bồ Tát không hề sinh một niềm ưa thích chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thù khi cho thanh văn sẽ được vô thường chính đàng chính gian lòng rất vui mừng được pháp chưa từng có chăng ngờ hôm nay bỗng nhiên được pháp hy hữu tự thân mừng may được lời lành lớn vô lượng chẳng bao chẳng tìm cầu mà tự được thế tôn chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó thờ bé bỏ cha trốn đi qua ở lâu nơi được cả hoặc 10, 20 đến 50 năm người đó tuổi đã lớn lại thêm nghèo cùng khó có giống rồi bốn phương để cầu đò măng vật ăn dạo đi lần lần tình cờ về bốn quấn người cha từ trước đến nay tìm con không được bèn ở lại tại một thành trong nước đó nhà ông giàu lớn của báo vô lượng cả kho đầm vàng bạc lưu ly sang hồ phanh phà lê châu vân vân thầy đều đầy tràn tôi tớ tận ta lại dân rất đông voi ngựa xe cộ bò dê nhiều vô số cho vay thâu vào lời lãi căm đáng nữa cả thanh thượng buồn bản cũng rất đông nhiều bây giờ gã nghèo kia giáo đến ca tu là trải qua xóm làng lần hồi đến nơi thành của người cha ở người cha hằng nhớ con cùng con việc ly hơn 50 năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn ông tự nghĩ già nua và có nhiều của cái vàng bạc trân bao kho đựng tràn đầy không có con cái một mai mà trên mắng thời của cải tạng thân công người giao phó cho nên ân cần nhớ luôn đến con ông lại nghĩ nếu ta gặp được con quỷ phó của cải thản nhiên khoai là không còn sầu lo thưa thế tôn bây giờ gã cùng tớ làm thuê làm mướn lần hồi tình cờ đến nhà người cha bèn đứng lại bên cửa xa thấy cha ngồi giường thư từ ghê báo đỡ chân các hàng bà la môn sáng để lợi cư sĩ đều cung kính bao quanh trên thân ông đó dùng chuối ngọc chân châu giá trị nghìn vàng để trang nghiêm kẻ lại dân tôi tớ tay cầm phất trần trăng đứng hầu hai bên màn bao che trên những phán đêm thòng xuống nướng thơm rưỡi đâm rải ca thư dành hoa cả vẫn bao chân bài phán ra thâu vào lấy cho vân vân có cán sự niêm xứng dường ấy quê đất rất tôn trọng cả cùng tử thấy cha có thế lực lớn liền sanh lòng lo chờ hối hận về việc đến nhà này nó
thần nghĩ rằng ông này chắc là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn được tiền và chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức dễ được đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây hoặc rồi họ sẽ vấn ngạc em trai ta làm gà nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa chư tử thấy con bèn nhớ biên lòng rắn vui mừng mà tự nghĩ rằng của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi, ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp được, nay bóng nó từ đến rất vừa chỗ muốn của ta. Ta giàu tuổi già có vẫn tham tiếc, ông liền sai người hầu cận đuổi gánh theo băng lại lúc ấy kẻ chư già chạy mau qua bắt gã cùng tử kinh ngạc lớn tiếng kêu oan. Coi công hề chúng phàm nhân sao lại bị băng kê sư giả băng đó càng găm cưỡng dân đem về. Khi đó gã cùng tự tư nghĩ không tội chi mà bị bắt bớ đây chắc định phải chân. Lại càng trở trệt mê ngắn ngà xuống đất người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ cư già rằng không cần người đó chớ cưỡng đem đến lấy nướng lạnh rưới trên mặn cho nó tỉnh lại đừng nói chi với non. Vì sao cha biết con mình chi ý hà liệt tự biết mình giàu sang làm kiên sợ cho con biết chẳng nó là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sư già nói với cùng tử nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng được điều chưa từng có từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sư ăn mặn. Bây giờ ông trưởng già con muốn vô dân người con mà bài chưa phương tiện bằng sai hai người hình sáng tiều tùy không có uy đức hai người nên qua xóm kia tự tự nói với gã cùng tử. Nơi đây có chỗ làm trà giá gấp bồi gã cùng tử nếu chịu thời gian về đây kiên làm nếu nó có hỏi muốn sai làm gì thời nên nói với nó rằng thuê người hốt phân chúng ta hai người cùng cùng người chung nhau làm khi đó hai người giữ liền tìm ra cùng tử rồi thuận đủ việc như trên bây giờ gã cùng tử chưa hỏi lấy giá cả liền đơn hốt phân người cha thấy con thương xót và quay lại lại một ngày khác ông mở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch ông liền cởi chuỗi ngọc áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức lại mặc áo thô răng chiến dơ bụi đất lăn thân tay mặn cầm đồ hốt phân bộ dạng đang nể chờ báo những người làm rằng
các người phải chuyên làm việc, chớ nên lười nghỉ dùng phương tiện đó được đến gần người con. Lúc sau lại bảo con rằng ngã nam tử này ngươi thường làm ở đây, đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi những đồ cần dùng như loại bồn chậu gạo bột muối giấm ngươi chở từ đi ngày. Cùng có kẻ ta giá hèn hạ nếu cần ta cấp cho, nên phải an lòng ta như cha của người, chớ có sầu lo vì sao, vì ta tuổi tác già lớn mà người thì trẻ mạnh. Người thường trong lúc làm việc không lòng mà dối, khi trẻ nại giận hờn nói lời than oan đều không thấy, người có cảm điều xấu đó như cảm người làm công cán từ ngày nay nhẫn sao như con đẻ của ta. Đức thời trưởng giả lại đằng tên cho cung tử gọi đó là con, khi đó ra cung tử dầu mừng việc tình cờ đó sống vẫn còn tự cho mình là khách là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường hay khó khăn, sau đó lòng gã mới lần sẽ tin ra vào không ai sợ những chỗ gã cũng vẫn nguyên chỗ cũ. Thế tôn bây giờ trưởng già có banh tự biết mình không bao lâu sẽ chán, mới bảo cùng tử rằng ta nay rất nhiều vàng bạc trong bao kho đựng tràn đầy, trong đó có in nhiều cho đáng xài dùng, người phải biết hết đón. Lòng ta nhớ ra người nên thề theo ý ta, vì sao nay ta cùng người bèn là không khác, nên gắn dùng tâm chớ để xót mong, khi ấy cùng tử liền những lời bao lần biết các hoa vân vàng bà trân báo và cá khó tàn. Mà tròn không có ý mong lấy của đang chừng bữa ăn, chỗ của gà ở vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hà liệt cũng chưa bỏ được, lại trải qua ít lâu sao chả biết ý chí con lần đã không thái tròn nên chia lần. Từ chế tâm ngay trưa đến giờ xăm chán, ông gọi người con đan và hồi cả thân tòng quốc vương quan đại thần dòng sang lời hàng cư sĩ. Khi đã nhóm xong ông liền từ tuyên rằng các ngài nên trốn. Người này là con ta của ta sinh ra ngày trước trong thành nọ, bỏ ta trốn đi nỗi trôi khổ sở hơn 50 năm, nó vốn tên ấy còn ta tên ấy, xưa ta ở tại thành này lòng lo lắng tìm kiếm bóng ở nơi đây gần đường non. Nó thật là con ta thật là cha nó, nay ta có tâm cả bao nhiêu của cái đều là của con ta, có trước đây của cái cho ra thâu vào con ta đây, coi biết thế tôn thì đó gà cùng tử nghe cha nói như thế. Liền rất vui mừng được nhiều chưa từng có, mà nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng báo này tự nhiên mà đến, thế tôn ông
Như Lai. Còn chúng con đều giống như con của Phật, được Như Lai thường nói chúng con là con. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sinh tử chiều các từ đau đớn mê lầm không hiểu biết. Thưa Thân Ca Pháp Tiêu, thừa ngày nay đến Thế Tôn tiên chúng con tuy nhẹ dọn từ phân giờ ca pháp hệ luận chúng con ở trong đó riêng gắn tinh tăng được đến niết bàn. Cái gia một ngày đã được đấy rồi lòng rất vui mừng, tự cho là đủ mà tự nói rằng ở trong pháp Phật vô siêng năng tinh tăng nên cho được rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn chưa quyết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ. Tham nơi phàm tiểu thừa chúng con bên đi Phật muốn bỏ chẳng về phân biệt rằng các ông sẽ có phần bảo tàng chi kiến của Như Lai. Đức Thế Tôn dùng sơ phương tiện nói bày trí tuệ của Như Lai. Chúng con theo phần đường chớ niên bà một ngày cho là đường nhiều rồi. Đối với pháp đại thừa này không có chí cầu, chúng con là nhận trí tuệ của Phật vì các vị Bồ Tát mà chỉ bài diễn nói. Nhưng chính tự mình lại không có chi muốn nơi pháp đó. Vì sao Đức Phật biển chúng con ưa lời pháp tiêu tự nên dùng sân phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp. Chúng con không từ biệt thân là phần tử, ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí tuệ của Phật không có lần tiếp. Vì sao chúng con từ xưa đến nay thật là phần tử mà chỉ ở nơi pháp tiêu thừa? Nếu chúng con có tâm ham đại thừa thời Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa, ở trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa lúc xưa đừng phần ở trường Bồ Tát. Chế tranh thanh văn ham pháp tiểu thừa, những Đức Phật thực dùng đại thừa để giáo. Vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của Đức Pháp Vương tự nhiên đến. Như chỗ nên đưa của Phật tử đều đã đường đó, bây giờ ngài mà lại nghĩa trên mà nói kể rằng chúng con ngày hôm nay nghe âm giáo của Phật lòng hơn hở mừng ra được pháp chưa từng con. Phần nói hàng văn văn sẽ được thành phần quả đấng châu báu vô thượng, chẳng cầu tự nhiên được ví như gà đồng tử thơ bé biển bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nước xa cả nổi trôi khắp nước ra ngoài. Hơn 50 năm dài cha gả lòng buồn nhớ kiếm tìm gặp bốn phương kiếm tìm đo đã mỏi liền ở lại một thành xây dựng nên nhà cửa năm món dục tự vui nhà ông giàu có lớn. Nhiều những có ván bao xa cư ngọc mã nào chân châu ngọc lưu ly vôi ngựa cùng trâu dê kiều cán đủ xe cò ruộng đất và tôi tớ nhân dân ra
rất đông nhiều khương nhầm thâu lời lại bèn khắp đền nước khá khách thương người buôn bán. Không sư nào không có nghi là muốn ứng chung hồi vây quanh cung kính ông thường đường bần vua chúa mến yêu nhờ tưởng đến ca quan hạng hào trong đều cũng đồng tôn trọng vì có các tự duyên. Người tới lui đang đông dầu mạnh như thế mà đến con thơ dài bỏ tang. Hơn 50 năm tròn ca của vẫn có tàn sẽ phải làm thế nào bây giờ gà cùng tự đi tìm cầu ăn mặn ấm này đến ấm ca nướng này sang nướng nọ hoặc có khi đường của hoàng có lúc không đường. Tôi thiêu hình gầy gò thân thể xanh ghẻ lang lân lửa đi trái qua đền thành cha gã ở xoay vần làm thuê mướn bèn đến trước nhà cha lùng ấy ông trường già đang ở trong nhà ông chân màn châu bao la ngôi tòa sư tử cao hàng quyển thùa vây quanh đông người đứng hầu hạ hoặc có người tinh toán vạn bạc cùng vận bao của cái ra hoặc vào biển chéo ghi dây tờ gã cùng tự thấy chàng quả mạnh giàu tôn nghiêm cho là vị quân vương hoặc là đồng bậc vua kính sợ từ tránh tâm tại sao lại đến đây lại thầm tự nghĩ rằng nếu ta đứng đây lâu hoặc sẽ bị bức ngập e buộc trái khiến làm suy nghĩ thế đó rồi đảo chạy mà đi thân hỏi thăm xóm nghèo nàng muốn qua làm thuê mướn lung bây giờ trường giá ngồi trên tòa sư từ xa trông thấy con mình thầm lặng mà ghi nhớ ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo bắt đêm về ga cùng tự sợ kêu mê ngất ngã trên đất người này theo bắn tôi chẳng sẽ bị dìa chén cần gì đâu ăn mặn khiến tôi đến thế này trường già biết con mình ngô dài lòng hẹn hẹn chẳng chịu tin lời ta chẳng tin ta là cha ông liền dùng phương tiện lại trái hai người khác mắt chốt thân lùng thông hàng không có uy đức các người nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó hốt dọn cá phần nhờ trả giá bồi cho nó gã cùng tự nghe rồi vui mừng theo sứ về vì dọn cá phần nhờ sành xe cá phòng nhà trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình nghĩ con mình ngu dại ưa thích làm việc hèn lúc đó ông trưởng giả mặc y phục cũ rắn tay cầm đồ phong qua đến chỗ con làm phương tiện lần gần gũi bảo rằng ráng khuyên làm đà thêm giá cho người đà cho giàu thoá chân đồ ăn uống đầy đủ thêm đến chiêu đầy ấm cần kẻ nói thế này người nên xin làm việc rồi lại dịu dàng bảo như con thật của ta ông trường giả có trí lần lần cho ra vào trải qua 20 năm coi sóc việc trong nhà
chỉ cho biết vàng bạc ngọc trân châu pha lê. Ca vẫn ra hoàng vào đều kiến ra biết đó gà vẫn ở ngoài cửa nương nào nơi ám chân từ nghĩ phân nghèo nàng ta không có vần đó cha biết lòng con mình lần lần đã rộng lớn. Muốn giao tài vần cho liền nhóm ca thân tàu quân vương khang đài trần hàng sáng lợi cơ sĩ rồi ở trong chung này tuyên nói chính con ta bỏ ta đi nước khác trải hơn 50 năm. Từ gần con đến nay đã 20 năm rồi ngày trước ở thằng kia mà mất đứa con này ta đi tìm khắp nơi bèn đến ngủ nơi đây phàm của cái ta có nhà cửa cùng nhân dân. Ai đều có cho nó mang tình nó tiêu dùng người con nhớ xưa nghèo chi dân kém hèn này ở nơi cha mình được quá nhiều châu báu và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vân lòng rất đối vui mừng. Được điều chưa từng có đứng vẫn cùng như thế biết con tiểu thừa nên chưa từng nói rằng cảm ngươi sẽ thành phẩm mà chỉ nói chúng con được có đức vô lậu trọn nên quá tiểu thừa hàng thành văn đệ tử. Đừng phần bảo chúng con nói đạo pháp tối thượng người tu tập pháp này sẽ đường thành phật quả chúng con vẫn lời phần vì các bồ tát lớn dùng các món nhân duyên cùng các món thí dụng. Bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng các ngàn phần tử thay từ nơi có nghe pháp ngày đêm thường suy gẫm tinh tấn chuyên tu tâm bây giờ các đừng phần liền thủ ký cho kia các ông ở đời sau sẽ được thành phần đạo pháp mau rất bi tàn của cái ca các khoa chi để vì bồ tát mà dạy việc thật đó nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân yếu này như gà cùng từ kia đưa gần bên người cha giàu lạnh biết khá phật nhưng lòng chẳng mong cầu chúng con giàu diễm nói tàn pha bảo của phần tự mình không chí nguyện cũng là như thế đó. Chúng con việc bề trong thư cho là đã đủ chỉ xong được việc này lại không biết việc xa chúng con giàu có nghe pháp và tình coi nữa phân cùng giáo hóa chúng sinh đều không lòng ưa vui. Như thế là vì sao vì tất cả các pháp thấy đều là không lặng không sinh cũng không diệt không lớn cũng không nhỏ vô lậu và vô vi suy nghĩ thế đó rồi chẳng sinh lòng ưa muôn. Chúng con đã từ lâu đối với trí huệ Phật không tham không ưa thích không lại có chí nguyện mà đối với pháp mình cho đó là rốt ráo chúng con từ lâu nay. Chuyên tu tâm phẩm con được thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi trụ trong thân rỗng sao hữu dư ý niệm bàn đức phân dày báo ra chứng đường đạo chẳng luống thời là đã có thể. Bảo được ơn của Phật chúng con giàu
Phật tử thải thuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo, mà mình đôi pháp đó trọn công lòng mong muốn đấng đạo sư buông bỏ vì xem biến lòng con. Ban đầu không khuyên gắng nói những lời có thật như ông trưởng giả giàu biết con chi kém hèn bèn dùng trước phương tiện để hòa phùng tâm con, vậy sao mới giao phó tất cả tài vận mau đức Phật cũng thề đoan. Hiện ra về in to mẹ con đưa tiểu thư bèn dùng chứng phương tiện để phục tâm của con, rồi mới dạy đi lớn chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có, chẳng phải chỗ trước mong mà nay tự nhiên đường. Như gà cùng tử kia được vô lương của báo Thế Tôn, chúng con nay được đạo và chứng quả ở nơi pháp vô lậu được tuệ nhãn thanh tịnh, chúng con từ lâu nay gìn tịnh giới phần che mới ở ngày hôm nay. Được hưởng quả báo đó trong pháp của pháp vương lâu tu hành pháp hành, ngày nay được vô lậu quả báo lớn vô thường, chúng con ngày hôm nay mới thật là thanh văn đem thiên đạo của Phật cho tất cả đều nghe. Chúng con ngày hôm nay thân là A-la-hán ở nơi các thế gian, trời người và ma phàm thắm ở trong chúng đo đánh lành của cúng dường ơn lớn của Thế Tôn đem việc kinh có này. Thương xót dạy bảo cho làm lời em chúng con cái vô lượng ứng kiếm, ai có thể đền được tay lẫn chân cùng cắm đầu đỉnh lễ cùng kinh tân cả đều cúng dường. Đều không thể đền được khoảng dùng đầu đôi Phật hai vai cùng công và trong kim số hàng xa cẩn tâm mà cùng kính lại đem dừng đồ ngon y phục báo vô lượng và các thứ đồ nằm cùng các món thuốc thang. Gỗ ngưu đầu chiến đàn và cá quan trắng bao đê dừng xây tham miếu y bao lọ trên đất như cá việt trên đây đem dùng cúng vàng phần trái kiếp cho hàng xa cũng không đền đám đường. Các phần thật yên có đắng vô lượng vô biên đến bất cả tư nghị đủ sinh thần thông lớn bằng vô lậu vô vi là vua của ca pháp hay vì kẻ hạ liền nhân việc cao thượng đoan. Hiền lấy tướng pháp vô tùy cơ nghi dạy nói ca phần ở nơi pháp đường sinh rần từ tại biết các hàng chúng sinh có những điều ưa muôn và chi lực của nó theo sức nó tham nhiệm. Dùng vô lượng thì dù mà vì chúng nói qua tùy theo các chúng sinh trong cảnh lành đời trước lai biệt đã thành tục hay là chưa thành thục. Suy lượng những điều đó phân biệt biết rõ rồi ở nơi đạo nhân thừa tùy cơ nghĩ nói ba kinh diệu pháp liền hòa quyển thứ hai bậc thường căn lãnh ngộ hàng trung hạ nói nghi. Mở quyền bài thực hồi ba thời pháp mẫu tuyệt sự nói suy của bao không riêng tư toàn giao phó cho con nhà Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp.
mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Đấng Như Lai. Dù nói ba cõi làm nhà, ngoài cửa ba cõi bày ba thứ xe, các con đua danh ồn ào trương giá mừng khoe, thù ký quả Phật không sai. Nam mô Vị Lai.